đừng buồn khi bạn muốn bỏ game. Truy cập ngay azt.vn, nơi thu mua nick giá tốt, giao dịch 30 giây, nhanh hơn người yêu cũ bạn trở mặt, tự động 100%, hỗ trợ rút tiền về ví ATM, mua thẻ cào, mua thẻ game, mua đồ game. Truy cập ngay azt.vn anh em nhá. Ok, thì đoạn video thì mình sẽ chốt cho mọi người cái event của clip ngày hôm qua nhá. Cái cách thức tham gia event để nhận 300 ngọc của clip mỗi ngày thì anh rất đơn giản nhá. Anh em chỉ cần bấm like cũng như đăng ký kênh, bật thông báo bên cạnh nút đăng ký này. Sau đó thì comment mình một cái bất kỳ nhá. Đây. Đó. Thì mình đã tả team hết cho anh em rồi, thì bây giờ thì nói chung là mình sẽ copy cái link này qua kia để xem là ai sẽ là người chiến thắng nhá. Ok, thì người trúng giải hôm nay là bạn Thịnh Seo này nhá. Đấy, thì bạn nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook cho mình để mình chốt giải cho bạn nhá. Và chúc anh em tham gia event vui vẻ và may mắn nhá. Shop tgame.vn bán nít, bán vàng, bán ngọc X7 rẻ nhất thị trường. Danh mục bán nít ngọc rồng giảm giá tất cả các nít 40%, nít 100k chỉ còn 60k thôi. Cập nhật kho nít 10 tỷ sức mạnh bán đồng giá 30k. Bán ngọc thì X7 còn được lì xì thêm và bán vàng thì rẻ nhất thị trường. Vòng quay gift sale chỉ với 1.000 đồng hiện đang còn rất là nhiều quà to. Truy cập ngay tgame.vn để tham gia những cái dịch vụ tốt nhất tại shop nha. Ây yo, hello anh em. Chào mừng anh có trở lại với channel của mình. Thì mình vẫn là BC Gaming đây. Và hôm nay là một clip đi úp đồ sao tiếp nha anh em nhá. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cầm một cái viên ngọc tổng 5x đi úp đồ sao luôn, nó mới chất lượng anh em ạ. Đấy, giết này luôn, thằng này, đấy, nó chạy rồi anh em ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cầm cái, cầm cái này thì di chuyển nó hơi bị khó ấy. Chắc là nhờ thằng này nó giết mình đi. Chắc là thằng này nó sẽ giết mình không? Thì mình về nhà mình bán đồ với cả, ơi, không đánh à? Đánh đây anh, đánh đây. Nó cứ đi lại, không nào nó đánh mình luôn anh em ơi. Bây giờ làm nào để mà mình chết được bây giờ nhỉ? Có sự. Đấy, bây giờ di chuyển nó khó lắm, tại vì đeo cái này nó mất thời gian ấy. Hôm nay mình sẽ úp đồ sao tiếp nhá. Và úp đồ sao thì không úp được bình thường nữa. Bình thường thì mọi người sẽ úp ở những cái map, đó là map gần làng này, hoặc là một cái map nào đấy nó ở cái ở bên trái đất ấy. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không úp ở cái map đấy nữa nhá. Đấy, mình sẽ úp ở một cái map nó gọi là, nó phải gọi là đỉnh của chóp luôn anh em ạ. Đấy, nhưng mà bây giờ mình phải về mình mua tự động luyện tập cũng như là mình mua một cái găng sức đánh cao hơn một chút để mình úp ở map này nhá. Tại vì cái map này thì nó úp nó cần, nó có quả ngân quái 500 HP nữa, thế nên là mình sẽ, với cả là mình xem là nó có tăng cái tỷ lệ không nhá anh em nhá. Tại vì là cái map kia thì mấy cái map này úp tỷ lệ ra rất là thấp luôn ấy, mình không hiểu tại sao nữa. Bây giờ mình phải về để mình làm thế nào để mình chết được BR nhỏ, khó thật sự luôn ấy. Mình nghĩ là mình sẽ bỏ hết những cái này ra để mình đấm đây. Đấy, được anh em. Thế mà mình không nghĩ ra sớm hơn. Nick của mình cùi mà, đâu có phải là VIP đâu. Đấy, mấy con này là mình chết này. Nice. EQ. Phải dùng đến cái đầu anh em ạ. Nhưng mà đầu gì thì anh em tự đầu nào thì anh em chưa, mình chưa biết nhá. Ok này, bây giờ mình sẽ đi gọi là mua cái găng. Sức đánh nó cao hơn một chút thôi. Chỉ có nó cao hơn một chút thôi. Đây, cái găng này. Ôi, mẹ, vẫn là găng này mà. Găng này 200 cái sức mạnh cơ. Thôi được rồi. Mua game đó là một chút tự động tập. Đó. Ok nhá, bây giờ thì mình đi úp đây anh em ạ. Sang bên đố anh em biết mình úp map nào, map mới nhá. Map này mình nghĩ là ít người úp lắm, thật sự luôn. Mọi người để, bình thường thì mọi người hay sang trái đất úp cơ. Nhưng mà mình thì hôm nay mình sẽ thử úp ở thung lũng Mai Ma nhá. Map này thì có cả một con quái 500, và quái 500 thì anh em không biết thì quái 500 này nó cũng vẫn ra đồ sao bình thường nha anh em nhá. Đó. Vẫn sao bình thường nhá, nên là mình sẽ úp ở đây luôn. Mình sẽ đổi một khu vắng, khu 17 đi. Sau đó là mình sẽ bật tự động tập lên để úp nhá. Tại vì kênh của mình rất là thích, kiểu như là mình rất là thích úp đồ sao luôn ý. Thế nên là có gì thì có gì hay làm về đồ sao thì anh em cũng thông cảm nhá. Ok, bây giờ mình úp nó hết 58 phút để xem cái thành quả của mình sau 58 phút úp đồ sao ở đây thì nó sẽ ra được những cái gì nha anh em ơi. Ok nhá, bây giờ thì anh cũng đợi cái thành quả thôi. We'll be right back.
Yêu thì mình đã úp xong anh em ạ, hiện tại thì bảo trì xong thì 4:10-19 đêm nhá anh em, sáng nhá. Thì mình sẽ show cho anh em thành quả nhá. Mình bán tổng cộng là một dương đồ cầm, theo đó là một dương lại. Ui, lần trước ấy mình úp ở bên kia ra ít vãi trưởng, ra úp một tiếng đồng hồ mới ra được một dương thôi, nhưng mà lần này thì úp ở đây thì ra hai dương nhá. Dương đầu tiên thì không ra cái đồ sao nào cả, thì bây giờ thì mình sẽ show cho anh em luôn đi. Đó, đây. Show cho anh em này. Từ dưới lên nhá, găng không có sao, không sao. Bấn luôn nhanh đi cho anh em đi, rất là đêm rồi. Ui, vãi là trưởng thật, không ra cái đồ nào sao à? Ờ, không ra cái sao là được, được thêm một cái đá ruby cũng như là một cái capsule nhá. Đó, đen vãi là trưởng ra ấy, thề luôn. Đen ơi là đen luôn, không ra một món đồ sao nào luôn ý. Và úp map mới rồi mà không tăng tỷ lệ luôn anh em ơi. Nhưng mà ra tăng cái tỷ lệ rơi đồ nhá, chứ không có tăng cái tỷ lệ mà ra đồ sao anh em ạ. Đấy, rất là buồn luôn. Và nếu anh thích clip này của mình thì nhớ cho mình một like cũng như đăng kênh, để bấm vào chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhá. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Sắp tới thì mình có làm cái kênh hành trình gọi là đi úp set kích hoạt, thế nên là anh em ủng hộ thì nhớ cho mình một like nhá. Cảm ơn rất là nhiều. Ba anh em hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nhá.